Và trên sân khấu là thí sinh Nguyễn Như Ý đang tự tin giải thích trong phần thi trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc Thái. Sở thích đọc sách, tạp chí, du lịch và ước mơ
và biên tập viên truyền hình. Quý vị, chúng ta cùng chào đón thí sinh mang số báo danh 07, Lê Thị Hồng Thắm. Thí sinh Lê Thị Hồng Thắm sinh hai năm 2006, là dân tộc Thái, bản Tà Lạch, xã Châu Hạnh. Và hiện nay thí sinh Lê Thị Hồng Thắm là học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông Quỳnh Châu. Với chiều cao 1m60, cân nặng 46kg, có sở thích hát múa, tham gia các hoạt động xã hội. Ước mơ của thí sinh Lê Thị Hồng Thắm sẽ trở thành cô giáo mầm non. Và chúng ta cùng đến với thí sinh mang số báo danh 08, Lộc Kỳ, Minh Quang. Thí sinh Lộc Kỳ Minh Quang sinh năm 2007. Thí sinh đang xuất hiện trong trang phục trình diễn, trang phục tuyển chọn. Thí sinh rất tự tái, quê quán bản Na Lầy, xã Diên Lãm. Nghề nghiệp hiện nay học sinh lớp 11C trường Trung học phổ thông Quỳnh Châu. Với chiều cao 1m60, cân nặng 43kg. Sở thích của thí sinh mang số danh 08, đọc sách, kinh doanh và đi du lịch. Ước mơ sau này của thí sinh sẽ trở thành một doanh nhân. Xin chúc mừng thí sinh. Chúng ta cùng chào đón thí sinh mang số báo danh 09, Lương Thị Anh, trong phần thi trang phục truyền thống. Thí sinh Lương Thị Anh sinh năm 2007, là dân tộc Thái, quê quán bản Bua, xã Châu Tiến. Hiện nay là học sinh của trường Trung học phổ thông Quỳnh Châu. Với chiều cao 1m65, cân nặng 45kg. Sở thích của Lương Thị Anh là đi du lịch và ước mơ sau này sẽ được đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Và chúng ta cùng đến với sự trở lại trong trang phục trình diễn, trang phục truyền thống của thí sinh mang số báo danh 10, Lê Thị Hoài Thu. Thí sinh Lê Thị Hoài Thu đến từ bản Tầm, xã Châu Phong. Năm nay thí sinh sinh năm 2006, là dân tộc Thái. Với chiều cao 1m67, cân nặng 44kg. Nghề nghiệp hiện nay của thí sinh đang là học sinh lớp 12C1 trường Trung học phổ thông Quỳnh Châu. Sở thích của thí sinh: nghe nhạc, làm đẹp, đọc sách, báo, tạp chí. Và ước mơ sau này của thí sinh sẽ trở thành một chuyên gia chăm sóc sắc đẹp cho mọi người. Xin mời quý vị, chúng ta cùng chào đón thí sinh mang số báo danh 11, Vi Thị Hà My. Thí sinh Vi Thị Hà My sinh năm 2000, là dân tộc Thái, quê quán bản Hợp Tiến, xã Châu Tiến. Nghề nghiệp hiện nay là giáo viên của trường mầm non xã Châu Tiến. Với chiều cao 1m60, cân nặng 47kg, có sở thích hát múa và đọc sách. Thí sinh Vi Thị Hà My ước mơ sau này sẽ ngày càng hoàn thiện hơn về bản thân và hoàn thành xuất sắc mọi công việc hiện tại của mình. Mang số báo danh 12. Thí sinh Lò Thị Hoài Như sinh năm 2008, là dân tộc Thái.
học sinh lớp 10 C10, trường Trung học phổ thông Quỳnh Châu. Với chiều cao 1m62, cân nặng 49kg, sở thích đọc sách và ước mơ sau này trở thành một giáo viên giỏi. Xin mời quý vị chúng ta cùng chào đón thí sinh mang số báo danh 13, Quang Thị Huyền. Thí sinh Quang Thị Huyền sinh năm 2005, là dân tộc Thái, quê quán bản Ba Cống, xã Châu Hoàn. Hiện nay thí sinh Quang Thị Huyền là sinh viên trường Đại học Kinh tế Nghệ An với chiều cao 1m62, cân nặng 50kg. Thí sinh Quang Thị Huyền có sở thích múa, tham gia các hoạt động thể dục thể thao và ước mơ sẽ trở thành một kế toán giỏi. Và chúng ta cùng đến với thí sinh mang số danh 14, Lương Thị Hào. Thí sinh Lương Thị Hào đến từ bản Thấm, xã Châu Thuận. Thí sinh sinh năm 2001, là dân tộc Thái và hiện nay đang theo học thạc sĩ lý luận và phương pháp dạy học địa lý tại trường Đại học Vinh. Với chiều cao 1m57, cân nặng 45kg. Thí sinh có sở thích đọc sách, đi du lịch và tham gia các hoạt động xã hội. Và ước mơ sau này của thí sinh Lương Thị Hào, thí sinh mang số báo danh 14, có ước mơ trở thành một tiến sĩ chuyên ngành địa lý. Xin chúc mừng cho ước mơ của thí sinh Lương Thị Hào sớm trở thành hiện thực. Báo danh 15, Trương Thị Hồng Anh. Thí sinh Trương Thị Hồng Anh sinh năm 2006, là dân tộc Thái, quê quán bản Ba Cống, xã Châu Hoàn. Hiện nay là học sinh lớp 12, trường Trung học phổ thông Quỳnh Châu. Với chiều cao 1m63, cân nặng 50kg, sở thích đọc sách và nghe nhạc. Này của thí sinh Trương Thị Hồng Anh sẽ trở thành một người giáo viên. Và chúng ta cùng đến với thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Ánh. Thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Ánh mang số báo danh 16, đến từ bản Ba Tư, xã Châu Bình. Thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Ánh sinh năm 2007, là dân tộc Kinh. Nghề nghiệp hiện nay đang là lớp 11, trường Trung học phổ thông Quỳnh Châu. Thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Ánh có chiều cao 1m65, cân nặng 52kg, sở thích ca hát, thể thao, đi du lịch, ước mơ trở thành hướng dẫn viên du lịch. Quý vị chúng ta cùng chào đón thí sinh mang số báo danh 17, Lương Ánh Nguyệt, trong phần dự thi trang phục truyền thống. Thí sinh Lương Ánh Nguyệt sinh năm 2008, là dân tộc Thái, quê quán Cối Bộ, thị trấn Tân Lạc. Hiện nay là học sinh lớp 10 C1, trường Trung học phổ thông Quỳnh Châu. Với chiều cao 1m61, cân nặng 48kg, sở thích ca hát và tham gia các hoạt động thể dục thể thao. Ước mơ của thí sinh Lương Ánh Quyền sẽ trở thành một người giáo viên. Đang xuất hiện trên sân khấu là thí sinh mang số danh 18, thí sinh Vi Thị Phương Bích. Thí sinh Vi Thị Phương Bích sinh năm 2000, là dân tộc Thái,
thí sinh Vi Thị Phương Bích đến từ bản Khun, xã Châu Hồi. Và nghề nghiệp hiện nay của thí sinh là giáo viên mầm non. Thí sinh Vi Thị Phương Bích có chiều cao 1m68, cân nặng 56kg. Và sở thích của thí sinh Vi Thị Phương Bích: đọc sách, múa, đi du lịch. Và ước mơ sau này trở thành một giáo viên mầm non giỏi, ngày càng có chuyên môn tốt và yêu mến trẻ. Chúng ta cùng chào đón trên sân khấu là thí sinh mang số báo danh 19, Nguyễn Thị Anh Trang. Thí sinh Nguyễn Thị Anh Trang sinh năm 2008, là dân tộc Kinh, đến từ khối 2 thị trấn Tân Lạc. Hiện nay là học sinh lớp 10A, trường Trung học phổ thông Quỳnh Châu.